Sau Nhật xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát TR3, một con máy đã dọn rất là sạch đẹp rồi. Như các bác nhìn trên hình ảnh này, rất là đẹp nhé. Con máy phải nói là quá đẹp. Phần cánh kia mọi thứ đã dọn sạch đẹp các bác. Lưng hông con này còn rất là đẹp. Lưng hông không có bong chóc sơn gì mấy đâu. Đời 2011 thôi nhé. Bảng điều khiển các thứ rất đẹp, đây là vết bẩn nhé, bẩn. Econavi thời gian sấy các chức năng hoạt động, ok ngon lành. Rửa nước nóng bỏng luôn. Con này khi em quay hiện tại đang thiếu cái giá đũa này nhé, cái giá này giá phụ này sẽ bổ sung nhé. Đây là lấy con khác bổ sung luôn, đây, bổ sung đầy đủ các bác nhé. Một con máy nội thất rất là sạch đẹp, TR3 trông còn rất mới, các dây máy so các thứ mọi thứ khá sạch đẹp. TR3 giá rất là rẻ, nội thất sạch đẹp, mọi chức năng test hoạt động tốt, ổn định. Số 12, cái chiếc này bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm nhé. Một chiếc máy đã dọn rất sạch đẹp rồi. Bác nào có nhu cầu chốt chiếc này thì bác liên hệ nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.